Bí mật cuộc sống của những nữ phục vụ trên du thuyền của tỷ phú được trả lương gần 150 triệu đồng tuần, không bao giờ được phép nói không với bất kỳ yêu cầu nào của khách hàng. Cuộc sống trên những du thuyền có giá hàng chục triệu USD là một bí mật đầy hấp dẫn. Không chỉ được trả lương cho công việc đang làm, những nhân viên phục vụ được trả tiền để giữ bí mật về cuộc sống trên tàu. Yêu cầu lấy mặt trăng cũng phải làm được. Hãy loại bỏ từ không ra khỏi từ điển của bạn. Đây là điều mà ngay từ khi huấn luyện các tân binh phục vụ trên du thuyền đã được nhắc nhở. Bởi khi tiền không phải là vấn đề thì nhân viên trên các du thuyền tỷ phú chỉ có một nhiệm vụ là thỏa mãn tất cả các nhu cầu xa hoa nhất của những vị khách giàu có. Không chỉ yêu cầu chất lượng dịch vụ xuất sắc những vị khách giàu có còn có những yêu cầu được phục vụ bởi những siêu anh hùng. Những siêu anh hùng này phải sẵn sàng bơi trong vùng nước đầy sứa, tỉnh táo sau khi chỉ ngủ 4 tiếng ngày và chấp nhận mọi lời chỉ trích mà không một chút cao có. Đồng thời họ cũng phải trở thành một chuyên gia khi chủ nhân ăn, nghe nhạc, thậm chí là đi vệ sinh. Nếu làm tốt công việc và biết giữ kín bí mật về cuộc sống diễn ra trên du thuyền, họ sẽ được trả mức lương 1.000 đến 6.000 USD mỗi tuần, 23 đến 142 triệu đồng. Với những công việc kể trên có đáng để họ đánh đổi, bốn cô gái đang tham gia khóa huấn luyện thành siêu tiếp viên cho du thuyền tại trường Sir Chit Catherine Dây Đốc. London nghĩ là đáng. Họ đang ở ngày thứ ba của khóa đào tạo kéo dài 5 ngày với học phí 2.500 USD trên chiếc du thuyền dài 30 mét mang tên Absolute Pleasure xuất hiện vào lúc 8 giờ sáng, một nữ phục vụ trẻ trong ngái ngủ trong chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt đen đứng chuẩn bị bữa sáng khổng lồ với đồ dùng bằng bạc. Các nhân viên khác đi tất đứng trên cabin theo dõi mọi cử chỉ của quản gia Lop, tiếp viên trưởng trên siêu du thuyền Titer và Anika, tiếp viên trưởng trên máy bay riêng. Bộ ngày ba này là sự thể hiện rõ nhất của dịch vụ sao hoa. Anika đã làm việc trên các máy bay riêng hơn một thập kỷ. Cô nói, thế mạnh của chúng tôi là khả năng đáp ứng. Nếu chủ nhân yêu cầu lấy mặt trăng trên bầu trời xuống thì cũng phải tìm mọi cách mà làm được. Sức mạnh của đồng tiền, nếu đủ giàu để sở hữu chiếc siêu du thuyền giá từ 30 đến 100 triệu USD, bạn yên tâm rằng mọi yêu cầu khắt khe sẽ được đáp ứng. Sajavet Jamani, người sáng lập Bespoke Dâu, một công ty tuyển dụng nhân viên cao cấp phụ trách khóa huấn luyện nói: "Chúng ta đang nói về những khách hàng siêu giàu, những tài phiệt, những ông chủ dầu mỏ giáp, người có thể sở hữu du thuyền là tinh hoa của tinh hoa." du thuyền là nơi họ đến để giải trí nơi họ muốn thể hiện đẳng cấp vì thế nó phải hoàn hảo và điều chúng tôi dạy học viên ở đây là sự hoàn hảo không chỉ là dịch vụ hoàn hảo mà còn là sự im lặng hoàn hảo về cuộc sống trên tàu bí mật là điều quan trọng quản gia gióp người đã từng làm việc cho những chủ nhân thuộc các gia đình hoàng gia khẳng định họ không chỉ trả tiền để bạn thực hiện công việc của mình họ còn trả tiền cho sự trung thành của bạn một khi làm đánh mất niềm tin bạn sẽ mất luôn công việc ông nói tiếp bởi vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên khi ông không tiết lộ tên tuổi của bất kỳ vị khách hàng mình từng phục vụ. Bên trong phòng ăn bằng gỗ gụ, lớp học do ti tơ giảng dạy đang diễn ra. Phục vụ nước từ bên trái, đồ ăn từ bên phải, dọn dẹp theo chiều kim đồng hồ từ bên phải. Ti tơ, một nữ tiếp viên siêu du thuyền có kinh nghiệm 25 năm nói trước học viên. Cô không giấu giếm những học trò của mình về các thử thách trước mắt. Tôi đã làm việc cho một ông chủ chỉ thích ăn sáng vào lúc 12 giờ trưa, ăn trưa vào 6 giờ chiều và ăn tối lúc 1 giờ sáng. Ông ấy không bao giờ ngủ trước 4 giờ sáng và sau đó chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ. Thời gian biểu của ông ấy là vậy và những người phục vụ phải tuân theo. Vettin Zamani hỏi một trong các cô gái liệu có sẵn sàng lao vào nguy hiểm vì chủ nhân của mình không? Cô ấy trả lời một cách đầy lo lắng không? Tham gia lớp học này có nhiều học viên đã làm việc trên siêu du thuyền và đang tìm kiếm một số khóa đào tạo chính quy. Một học viên giấu tên sẽ được bổ nhiệm thay thế vị trí của người quản lý bị đuổi việc nói, công việc vô cùng khó khăn. Khi chủ nhân không thích tóc của bạn hay giọng nói của bạn, họ có thể cho bạn nghỉ luôn. Tất cả những người làm từng làm việc trên du thuyền không bao giờ ảo tưởng về thực tế cuộc sống trên tàu. Kalinot, một người phục vụ trên siêu du thuyền dài 38 mét nói, các cô gái chọn công việc này vì nghĩ họ sẽ được đi khắp nơi. Nhìn ngắm thế giới. Nhưng không, thực tế là họ phải làm việc rất nhiều và chỉ thấy mọi thứ qua ô cửa sổ trên tàu. Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ phải trả tiền thuê nhà, tiền ăn uống. Hết thời hạn làm việc, bạn ra đi với một tài khoản đầy áp tiền. Vết tin ra cho rằng, tất cả mọi người đều có lợi trong mối quan hệ này bằng cách viện dẫn đến dòng chảy kinh tế. Hãy tưởng tượng bạn có hàng triệu, hàng tỷ USD. Bạn sẽ làm gì với món tiền đó? Bạn muốn có một cuộc sống sung sướng, chăm sóc gia đình, con cái, bạn bè. Những người giàu có mức này thường có tới 10 gia đình, thậm chí hơn. Điều này tốt đối với nền kinh tế đặc biệt là bán lẻ bởi họ mua sắm nhiều vô cùng họ thuê nhiều lao động cũng có nghĩa là giúp làm giảm tỷ lệ thất nghiệp hãy đừng quên những người giàu có đang tạo ra một sự khác biệt tích cực theo cnn